Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng ở tuổi U70, có cả khối u lớn phải nghỉ ca hát. Vũ Linh được xem là ông hoàng cải lương hồ quảng. Trong suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền sân khấu cải lương nhiều vở tuồng huyền thoại. Trước đó, giọng ca sinh năm 1958 mắc bệnh phải bỏ hát nhiều năm liền. Đến hiện tại, sức khỏe Vũ Linh cũng không được tốt hơn là bao. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Thoại Bỉ vừa chia sẻ loạt ảnh nghệ sĩ cải lương hội tụ tại nhà Vũ Linh để thăm bệnh nam nghệ sĩ. Dù sức khỏe không tốt, nhưng gương mặt của nam diễn viên vẫn rạng rỡ và đặc biệt trẻ trung hơn tuổi thật. Trong hình ảnh có thể thấy ở cổ Vũ Linh có u lớn, tuy nhiên phía gia đình không cho biết ông mắc bệnh gì. Thoại Bỉ viết, thương chị Lệ Thủy quá, chị mới từ Úc trở về Việt Nam, nghe tin anh Vũ Linh bị bệnh, chị biểu phải đưa đi thăm anh liền. Thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình, xót xa quá, anh đang đau rất mệt. Nhưng chị Lệ Thủy, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Việt Song, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề. Cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Tình hình sức khỏe hiện tại của Vũ Linh cũng không được tốt. Nam ca sĩ mắc bệnh nhiều ở tuổi già, nhưng may mắn có con cháu bên cạnh chăm sóc. Nam nghệ sĩ năm X không có vợ con, nhưng được con nuôi và các cháu chăm sóc tận tình khi về già. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, Vũ Linh tâm sự về tình hình sức khỏe. Thời gian qua, sức khỏe của tôi không được đảm bảo nên 2-3 năm qua bác sĩ không cho diễn. Bây giờ tôi khỏe lên nhiều rồi, tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Trong ngày đến thăm người bạn cũ, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng có mặt để động viên sức khỏe đồng nghiệp. Hơn đồng nghiệp 4 tuổi, nhưng gia đình có con cháu chăm sóc, quan tâm nên giọng ca vàng của làng cải lương vẫn giữ được hình ảnh xinh đẹp và sức khỏe tốt. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn được con trai đầu tư sản xuất chương trình hồi ký, kể lại những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm huy hoàng nhận cát-xê vài chục cây vàng. Nghệ thuật cải lương ở thời điểm hiện tại cũng không còn hưng thịnh, thế nên những vở tuồng không còn được phát triển. Bên cạnh đó, lớp nghệ sĩ gạo cội đã quá tuổi nhưng lại khá ít giọng ca kế nghiệp.